Chào mừng các bạn kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một kẹp tóc hình nơ. Để móc phần kẹp tóc này thì đầu tiên mình sẽ móc vào đây là 60 móc đơn cho một vòng tròn ma thuật. Mình sẽ móc. Sau đó mình sẽ móc tăng dần. Ở hàng thứ 3 mình sẽ móc vào đây là một trên mũi sẽ là một mũi móc đơn, một mũi nửa kép của mũi móc đơn, sau đó móc lên 30 móc trượt. Mình sẽ lặp lại 3 lần để tạo được phần tai như thế này. Sau đó mình sẽ móc phần kẹp thì sẽ móc vào đây là 12 móc xích. Sau đó mình sẽ móc tăng dần lên 3 hàng. Ở hàng thứ 4 mình sẽ đổi sợi len màu hồng và móc phần viền bên ngoài này là các mũi 20 móc xích, sau đó móc vào đây mũi móc trượt. Phần len mình sử dụng đây là len micro tông. Nếu bạn thích video này thì hãy đừng một like, một share, một subscribe nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Mình cần chuẩn bị các nguyên liệu vật liệu sau đây: một cọng len màu kem, một cọng len màu trắng, một cọng len màu hồng nhạt, một cọng len màu hồng đậm, một cái móc, một cái kim, một con dao. Móc lên cho mình 10 móc xích. Mình sẽ bỏ qua trên mũi đầu tiên, móc vào trên mũi thứ hai. Mình sẽ móc lên mỗi trên mũi là một mũi móc đơn. Trên mũi cuối cùng mình sẽ móc vào đây 3 mũi móc lên cùng một chân.